Xin chào, Đài Tàu 300 lại một lần nữa kính chào tất cả các anh em, bạn bè, quý cô dì trên kênh của Đài Tàu 300 cũng như diễn đàn. Các bạn đang thấy phía trước mặt của mình đây là cái gì không? Đây là vạt thỏ con vừa mới sinh nở chưa đầy một tháng tuổi. Nhưng mà với thời tiết nắng nóng, oi bức là mình phải xử lý để tránh trường hợp sốc nhiệt. Này các bạn thấy thò của trại thò 300 nó đeo đây đây, con này con trắng đây các bạn. Do cái đèn của dòi flash vào nó quá sáng đi. Đây dòi qua đây như thế này là nhìn rõ hơn này đó đấy. Các bạn thấy chưa? Đây 1 2 3 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 10 11 12 13. Đấy, thò 14 con rất đẹp, 15 đã đẹp các bạn. Toàn bộ là những, đây là những con thỏ con mà các bạn thấy ở đây. Đây là những con này là dấu hiệu thiếu sữa đấy các bạn. Nhưng mà thiếu sữa là không chết được, mà sốc nhiệt là sẽ chết trước. Vì vậy là đây là những số thỏ này là sinh ra là chưa được một tháng tuổi, tầm độ là 10 ngày đấy các bạn. Có con thì cũng được là 20 ngày đấy, những con này đang thèm bú. Nhưng mà trại thỏ 300 là quyết định đưa vào đây. Các bạn thấy không? Đây là một cái rã mình dùng bỏ cái số thỏ lên trên. Toàn bộ những số thỏ chưa được một tháng tuổi lên trên đây mà cũng có thể lớn hơn được. Còn dưới này là mình dùng một cái thau tắm của em bé là mình bỏ một ít nước. Để mình chi? Để cho thỏ được mát. Để tránh cái hiện tượng là sốc nhiệt, bởi vì là ngoài chuồng trại của thỏ sẽ chịu không nổi. À, các bạn thấy không? Đây. Đây đơn giản như thế này thôi. Còn mình dùng cái giá này để mình ốp lại. Mình ốp lại để mình tránh trường hợp là thỏ nhảy ra ngoài, là những cái con vật khác nó là ăn thịt hoặc là ảnh hưởng đến cái sức khỏe của thỏ. Đây, thỏ là mà chơi nắng nóng, rất là nắng nóng trong chuồng trại. Nhưng là thỏ mẹ là cũng bị sốc nhiệt và thỏ con thì sẽ bị sốc nhiệt và chết trước. Còn hiện tượng này là dẫn đến cái hiện tượng là thỏ mẹ không cho con bú, thì như vậy con cũng rất là thiếu sữa. Nhưng mà các bạn phải xử lý trường hợp sốc nhiệt trước. Nó vào đây, nó ngủ, nó cầm cự, nó chống chọi với cái điều kiện thiên nhiên để tránh trường hợp mất mát đã. Sau đó là mình là sẽ là cứu sống dần dần. Ngày nào mình đưa vào đây đấy, buổi tối mình đưa ra đấy. Đây các bạn thấy đơn giản không? Đây là cái thau mà mình bỏ một ít nước trong này. Đấy, đây, đấy, nước đây các bạn, để cho là hải gia nhìn đủ tạo điều kiện mát lạnh cả ngày cho thỏ con ngủ. Đây, đây là phía bên trong, đây là không phải phía trong chuồng trại mà ở phía là trong nhà ở. Đây các bạn này cùng chân mình để đi ra ngoài trại để xem nhiệt độ như thế nào. Các bạn thấy không? Đây là trong nhà đang còn có là chế độ điều hòa mà đã báo đến 34 độ C. Thì trong chuồng thỏ thì không biết là như thế nào nữa. Đấy, mà buổi trưa thì bắt đầu là từ 11 giờ. Đây, 11 giờ là thời tiết sẽ là rất là nắng nóng và sẽ tăng lên đến là 5-6 giờ chiều, nhiệt độ vẫn chưa xuống các bạn, khi mặt trời đã tắt. Đây, mời các bạn hãy theo chân của trại thỏ 300 ra để tham quan chuồng thỏ của mình là như thế nào. Đang có rất là nhiều biểu hiện của cái sự sốc nhiệt do nhiệt độ ngoài trời quá cao. Đây, các bạn thấy chưa? Chuồng thỏ của trại thỏ 300. Thỏ. Đấy, các bạn đứng ôm để mình nhẹ nhàng mình chia sẻ cho các bạn xem. Đây, bên này còn một bầy thỏ con mình chưa đưa vào nữa các bạn. Nếu mà để đảm bảo thì các bạn nên đưa vào. Đấy. Bởi vì không có cái hệ thống chuồng trại nào mà không giữ được nhiệt độ bên trong chuồng trại 28 độ C được các bạn ơi. Nên mình đảm bảo rằng với cái trại thỏ nào thì nhiệt độ bên trong nó cũng sẽ tăng lên hết.
Bởi vì mọi phương án để giảm thiểu nhiệt độ trong trường thì rất là khó. Nhiệt độ không thể hạ lại được. Đấy. Đây là hiện tượng sốc nhiệt đấy các bạn. Nhưng các cái con thỏ mẹ này nó còn có sự dẻo dai và chịu đựng được. Đây, các bạn thấy chuồng trại của trại thỏ 300 có sạch không? Và đây là cái tạo sự gió ẩm ướt mát mẻ mà không chịu nổi. Còn phía bên trên là bờ rô là nó hấp thụ một lượng nhiệt độ rất là mạnh, nó phản xuống làm trại thỏ 300 nhiệt độ trong chuồng lên rất là cao. Đây các bạn thấy nhiệt kế của trại thỏ 300 không? Đấy. Khủng khiếp không các bạn? Đấy. 35 độ C. Đấy. Độ ẩm lên đến là 50. Đây các bạn thấy không? Độ ẩm đấy. Là vượt vượt độ ẩm dưới này này cho phép này. Giờ này là không cho phép đâu các bạn. Đấy, độ ẩm và rất là hanh khô. Đấy. Kim này đã bảo vệ bên bảo đồng rồi, nền nhiệt độ bên sân này mới phù hợp với trại thỏ. Như thế này là thỏ con sẽ không chịu nổi. Mà trường hợp như thế này là thỏ sẽ sốc nhiệt chết trong vòng tích tắc tất cả bạn. Bởi vì là các bạn không chần chừ gì nữa. Nếu mà gặp là trường hợp như thế này là nhiệt độ trong chuồng đã lên đến 30 độ C thì các bạn hãy tiến hành là đưa toàn bộ thỏ em bé vào nơi mát nhất. Đây các bạn thấy không? Các loài thỏ em bé này cùng năm là cùng bị sốc nhiệt đấy các bạn, chịu không nổi. Nếu mình cũng có thể là đưa cả em bé này vào, bỏ thêm một vị trí nữa cho thỏ mẹ, vì thỏ nằm chặt quá nó cũng bị liên nhiệt và sốc nhiệt đấy các bạn. Đấy. Các những con những thỏ mẹ thì sốc nhiệt đang giật giật đấy. Đấy. Các bạn thấy không? Lời một lần nữa là trại thỏ xin nhắc lại với tất cả các quý anh chị và cô dì và chú bác là trên kênh xem trại thỏ thì với thời tiết mà nhiệt độ lên đến 30 độ C thì hãy tiến hành là đưa thỏ vào vào nơi nhiệt độ thấp. Đấy, trong nhà lúc đó mà nhiệt độ đã báo đến 34 độ C rồi, mình phải bỏ hơi nước, sưởi ấm và cho thỏ ngủ, tránh trường hợp sốc nhiệt là sẽ teo tóp và thiệt hại rất là lớn. Mà chỉ cần trong vòng một ngày thôi là thỏ chịu không nổi rồi, chứ đừng nói đến mùa nắng của tất cả các miền Trung nói chung, như chúng ta nhất là thời tiết nắng nóng của Quảng Trị thì thôi. Thôi, chào tất cả các bạn, chúc các bạn xem video là vui vẻ và hiểu biết được một phần nào đó. Nếu mà các bạn trong ngành chuyên môn về chăn nuôi có cái gì góp ý hợp lý hơn cho trại thỏ thì trại thỏ rất là ghi nhận và cảm ơn, và rất chân thành cảm ơn các bạn nếu các bạn góp ý và chia sẻ những kinh nghiệm cùng với là chăn nuôi của trại thỏ 300 này. Thôi, xin chân thành cảm ơn, chúc các bạn vui vẻ, có được những suy nghĩ yêu đời và thành công trong cuộc sống.